và phản công nhanh cho cầu thủ Thần Nam Dragons anh Kiệt. Đường chuyền Đức Trí, trọng tài sẽ phải xác định lại, trọng tài sẽ thì chắc chắn sẽ phải xem những gì mà Thần Nam Dragons đã thể hiện ở trong hiệp 3. Họ chơi quá tuyệt vời và khiến cho tất cả phải bất ngờ. Bây giờ thì mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Tỷ số tạm thời đang là 67-63 với khoảng cách chỉ là 4 điểm thuộc về Cần Thơ Catfish mà thôi. Đây là tình huống gây tranh cãi ở cuối trận khi mà các trọng tài vẫn cần